Hồ bức xúc khi cư đá Đàm Vĩnh Hưng vạch áo cho người xem lưng. Trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã có những trải lòng về người anh Đàm Vĩnh Hưng trước câu chuyện xúc động của nam ca sĩ. Là hai nghệ sĩ hạng A trong làng giải trí, Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng cũng là đôi bạn thân thiết với nhau ngoài đời. Luôn đồng hành cùng với nhau trong âm nhạc, luôn bảo vệ đối phương khi dư luận phản ứng, cặp đôi được ngưỡng mộ với tình tri kỷ lâu năm bền vững. Hiện tại, câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng đang gây bão mạng. Được biết, anh phải liên tục trả nợ cho mẹ suốt 10 năm qua với con số hơn 20 tỷ. Anh chia sẻ câu chuyện như lời cảnh tỉnh những người thân, bạn bè của anh để tránh trở thành nạn nhân của mẹ mình. Rất nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ đoạn livestream và động viên nam ca sĩ trước câu chuyện khó ai hiểu thấu. Khác với đồng nghiệp, Hà Hồ lại có những chia sẻ sau cùng nhưng dành nhiều tâm huyết và chứa chan tình cảm dành cho Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ viết, tôi chọn tấm hình này không phải để nói quá nhiều suy nghĩ của mình về anh, vì sợ mọi người lại bảo chúng tôi làm trò, bởi vốn dĩ cái nghề này, được yêu thích đó, được tâng bốc đó, rồi lại vùi dưới vực sâu đó chỉ trong tích tắc. Anh là thế, sĩ diện để che đậy những điều chưa hay, có. Nói thẳng những thứ ngứa mắt, có. Dễ tổn thương nhưng đầy rộng lượng, có. Sắt xéo nhưng trượng phu thì không ai qua, có. Nhiều điều ở anh, mâu thuẫn, hỗn hợp của nhiều cá thể trong anh, thì thế mới là anh. Tôi chưa từng chứng kiến nhiều những khoảnh khắc anh được người hâm mộ chào đón. Chỉ cái tay cũng gào thét, đá cái chân cũng gào thét. Hò cũng gào, giọng đến lúc đặc quánh vì hát quá nhiều ở dưới vẫn lim dim mắt say sưa, bởi vì vốn dĩ anh có sức hút mãnh liệt. Tôi cũng từng phải nghe những câu cảm thán về anh rằng thế này thế kia, phát mệt. Bởi tôi ghét nghe ai nói xấu về ai đó, đặc biệt trong nghề, vì vốn dĩ, nếu là tôi mà đã nói không thích thì thẳng mặt, còn ai nói sau lưng hoặc chỉ giỏi bấm bàn phím thì không chấp. Chúng tôi không chỉ có tôi và anh, mà nghề này vốn mọi người đã quen với những gì long lanh rực rỡ, những nụ cười và hào nhoáng. Nếu trước đây khi thông tin chưa nhiễu nhương thì câu chuyện cũng chưa bị đẩy đi chiều hướng khác nhau cũng đỡ. Giờ thì ai cũng có cái quyền phán xét, ai cũng một tay một điện thoại bấm nhanh hơn nghĩ, quyết định câu chuyện nhanh hơn cả người trong cuộc. Chửi bới xúc phạm phán xét mà không thương tiếc cho chính mình ở ngày mai nếu lỡ có chuyện gì xảy ra. Có những lúc ức trào máu họng mà vẫn phải nuốt vào để tiếp tục làm nghề, vì đó là cuộc sống, là gánh nặng, là đam mê và vì đâm lao thì phải theo lao. Tiếp thì cho trơ chẽn, dừng thì cho hết thời, đủ đường suy nghĩ. Tôi tự hào là người em của anh, là người đồng nghiệp trên sân khấu của anh. Tôi tin anh chẳng mong mọi người thương xót, anh cũng chỉ muốn nói rõ trắng đen sự thật. Hãy nhìn vào điều mà trong chúng ta ai cũng không nỡ làm được, đó chính là vạch áo cho người xem lưng, đặc biệt là người thân yêu của mình. Chúng ta có thể chỉ chiết nhau trong nhà, nhưng ra đường thì luôn muốn biến thành ngôi nhà mơ ước, bởi vốn dĩ chúng ta ít khi chấp nhận thực tế, không dám đối mặt với sự thật vì sống để vừa lòng người khác quen rồi. Đây là quyết định khó khăn của anh, mà anh đã quyết nghĩa là anh có lý do của riêng mình. Nếu không chia sẻ được thì cũng đừng phán xét. Nếu chưa kịp hiểu ý người khác thì ta cũng tìm hiểu trước khi đưa ra ý của mình. Ai cũng có những nỗi khổ của riêng mình, ai chẳng muốn mình đẹp đẽ trong mắt người khác. Nhưng tôi luôn tin, ai cũng có những câu chuyện đúng sai là do người tiếp nhận, cho nó đúng là đúng, cho nó sai là sai, và cũng xin chắc chắn chẳng ai hoàn hảo khi vén bức màn bí mật cuộc đời mỗi người. Hãy luôn kiên cường như thế anh ạ, vì vốn dĩ mọi người cũng đã quen rồi, một Mr. Đàm luôn chiến hết mình trong mọi mặt trận. Cũng đến lúc, ai cũng phải nghĩ cho mình và quyết định gì cũng có lý do của nó, không cần phải nghĩ tới tiêu cực. Vẫn còn nhiều suy nghĩ tích cực hướng về anh, trong đó có em, dù em vẫn luôn bị ăn chửi mà thời gian sẽ trả lời chửi đó đúng sai thế nào. Nữ ca sĩ còn viết thêm, đời không ai nói trước được điều gì, ai đang có cố mà hưởng, ai chưa có cứ ước mơ, mất còn chỉ là cái chớp mắt không làm gì để nuối tiếc là được. Nói ra điều này thì tôi tin ai ở đằng sau câu chuyện sẽ hiểu bạn làm gì, làm như thế nào, đêm về có ngủ ngon không. Dư luận vẫn mãi là dư luận, dư âm đó sẽ chẳng mãi luận, nếu chẳng có nó, cũng chẳng bao giờ bên bạn cả, chỉ là ảo thôi, vì việc nhà ai người nấy làm. Chia sẻ đầy sâu sắc của Hà Hồ càng khiến cho người hâm mộ hiểu hơn về tình bạn đặc biệt giữa hai nghệ sĩ đình đám, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà trong làng giải trí. Khối tài sản kếch xù được cho là của Đàm Vĩnh Hưng.
Quý vị và các bạn thân mến, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những sao Việt được cho là đang sở hữu tài sản có giá bao gồm bất động sản, các công ty kinh doanh và kho hàng hiệu giá trị. Về bất động sản, danh ca này có căn biệt thự gần 3 triệu đô la Mỹ nằm trên đường Thất Sơn, thuộc khu cư sắc Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian bên trong căn hộ triệu đô của quý ông nhạc Việt từng được một tạp chí nước ngoài trả phí 50 triệu để thực hiện một bộ ảnh thời trang. Theo chia sẻ từ nam ca sĩ với truyền thông, toàn bộ nội thất đều được anh sưu tầm khi lưu diễn nước ngoài hoặc mua trong nước nhưng đều thuộc thương hiệu cao cấp. Đầu năm 2010, Mr. Đàm khiến dư luận một phen xôn xao khi khoe trên báo chí rằng đã ký hợp đồng mua một số căn hộ cao cấp tại khu đô thị tiện ích Sunrise City. Trong đó, một căn penthouse giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ với thiết kế đặc biệt, sang trọng đã chính thức thuộc quyền sở hữu của anh. Tổng diện tích sử dụng căn nhà khoảng 700m², chưa kể khu sân vườn trên cao. Toàn bộ tầng dưới của penthouse dành để thư giãn, nghỉ ngơi và khu sinh hoạt chung với phòng khách sang trọng, bàn ăn cao cấp cùng khu vực bếp với quầy bar thiết kế rất hiện đại và cả khu thư giãn, khu siga ngắm ra hồ nước ở cả hai phía của penthouse. Kho hàng hiệu của Mr. Đàm được đặt ngay chính trong nhà của anh. Một gian thắt lưng, một khu túi hiệu, vài gian giày đủ kiểu, vài tủ kệ trưng quần áo theo các mùa. Ước tính giá trị của kho đồ hiệu mà Mr. Đàm sở hữu có thể lên đến vài chục tỷ đồng. Thương hiệu mà ca sĩ này yêu thích và sở hữu nhiều món gồm có Gucci, Louis Vuitton, Zara, kế đến là Hermes, Just Cavalli. Gần 200 túi sách hàng hiệu được anh mua ở nhiều quốc gia khác nhau nhân các chuyến lưu diễn hay du lịch. Không nói rõ tổng giá trị, nhưng anh cho biết nó ngốn một số tiền không hề nhỏ. Tiếp theo là bộ sưu tập siêu xe hàng chục tỷ đồng. Trong bộ sưu tập xe hơi của Đàm Vĩnh Hưng, gây chú ý nhất là chiếc siêu xe Rolls Royce 6 được mạ vàng ở các bộ phận như tay cầm, khung xe. Chiếc xe có giá khoảng 40 tỷ đồng. Anh từng gây choáng cho 800 khán giả đi siêu xe này lên sân khấu Thương Hoài Ngàn Năm 2 vào tháng 12 năm 2014 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù chỉ xuất hiện 1 phút 30 giây, nhưng độ chịu chơi của Mr. Đàm khiến khán giả một lần nữa bất ngờ. Một chiếc xe sang khác được Đàm Vĩnh Hưng tự tay mua có giá khoảng 5,5 tỷ đồng. Đây là chiếc Transit D-Car Limited phiên bản 2014 với đầy đủ tiện nghi. Ngoài xe có in logo thương hiệu của Mr. Đàm, chiếc xe này được Đàm Vĩnh Hưng sử dụng để lưu diễn trong nước. Bên trong xe được thiết kế như một căn phòng hạng sang với ghế lông, ghế nằm bằng da cho đến hệ thống điện tử như TV, radio, đèn đọc sách. Đàm Vĩnh Hưng bổ sung thành viên mới vào bộ sưu tập xế sang của mình một chiếc xe dáng thể thao màu trắng. Chiếc xe địa hình tầm trung này được giới thiệu tại Việt Nam với giá gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, chiếc Lexus RX350 đời 2011 màu trắng cũng được Mr. Đàm sử dụng để đi show. Nó có giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Mr. Đàm rất ít khi tự mình cầm lái mà thường nhờ tới sự giúp đỡ của tài xế hoặc trợ lý riêng. Là một trong những ca sĩ mạnh về tài chính nhất Vbiz, Đàm Vĩnh Hưng có sở thích khá độc là sưu tầm những chiếc nhẫn kim cương, đồng hồ nạm kim cương có giá bạc tỷ. Với sở thích này, anh đã 2 lần tiếc đứt ruột vì để mất tổng cộng 5 chiếc nhẫn kim cương rất đắt tiền. Hiện nay, Đàm Vĩnh Hưng ngoài việc đi hát còn có một công ty giải trí, một quán ăn, một số thương hiệu sản phẩm như cháo ăn liền, hải sản và làm giám khảo một số chương trình truyền hình. Một phần lớn nguồn tiền đến từ các thương vụ kinh doanh của anh. Đàm Vĩnh Hưng bỏ vốn đầu tư công ty tiếng hát Việt, Vua Biển, Cháo Cây Thị. Chưa hết, anh còn muốn trở thành đại gia bất động sản. Và ở lĩnh vực nào, ngôi sao ca nhạc này cũng gặt hái được thành công. Xuất thân từ một gia đình làm kinh doanh, suốt 20 năm qua, anh cũng từng tập tành buôn bán trước khi đến với nghề ca hát. Tuy nhiên, sự nghiệp kinh doanh chỉ thực sự được xác định rạch ròi khi anh chính thức bắt tay vào kinh doanh hải sản sạch. Đầu tiên, anh tạo lập 3 cửa hàng ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Điều thuận lợi với anh là chỉ phải bỏ vốn ra đầu tư cơ sở vật chất của cửa hàng, còn nguồn hải sản đã có sẵn từ nhà máy của gia đình. Do đó, anh đặt hàng theo ý mình và thanh toán dứt điểm sau mỗi đơn hàng đặt. Chuyện tình ông cháu Ngọc Trinh và tỷ phú trong mắt giới showbiz. Thưa quý vị, nhiều lần úp mở chuyện tình đẹp như mơ của mình với người yêu mới sau khi chia tay người cũ 8 năm. Cuối cùng danh tính của người đàn ông đang yêu thương Ngọc Trinh lộ diện. Bạn trai mới của nữ hoàng nội y được cho là Hoàng Kiều, tỷ phú 72 tuổi, hiện đang nắm giữ khối tài sản gần 3,8 tỷ đô la Mỹ. Ông xếp thứ 149 trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Ngay sau đó, chuyện tình của dân gian Ngọc Trinh với người tình đáng tuổi ông trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Trong làng giải trí, nhiều người đẹp cũng đang xôn xao chuyện nữ hoàng nội y đang yêu tỷ phú. Chân dài đầu tiên nói đến chuyện tình cảm của Ngọc Trinh với người mới quen là đàn em thân thiết Tương Chi. Cô khẳng định
Người yêu mới của nữ hoàng nội y không phải là ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp ngay trong thời gian Ngọc Trinh còn ấp mở chuyện tình cảm. Người đàn ông đó có lẽ Linh Chi biết từ trước và luôn ủng hộ đàn chị. Ừ, bà có tình yêu mới, bà vui lại rồi đấy. Thương lắm Ngọc Trinh của em, yêu thương luôn đông đầy và rồi em cũng sẽ có tình yêu và hạnh phúc. Thế thôi phải không chị hai? Linh Chi bày tỏ. Mới đây Phi Thanh Vân bất ngờ lên tiếng chia sẻ về chuyện tình của Ngọc Trinh trên trang cá nhân. Bản thân Phi Thanh Vân chia sẻ, cảm thấy thương Ngọc Trinh khi hay tin nữ hoàng nội y hẹn hò với tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều. Đồng thời, cô cũng khuyên nhủ Ngọc Trinh phải thật tỉnh táo trong tình yêu để tránh rơi vào kiếp hồng nhan bạc phận cũng như cuộc tình thảm họa. Riêng ngôi sao của cuộc thi The Face Lady Nguyễn khẳng định, nếu chị Trinh đã có người yêu mới và chị ý hạnh phúc thì Ly rất vui cho chị. Từ góc độ khác, nữ ca sĩ Vale thừa nhận, một người có một cô chọn người yêu riêng, nhưng bản thân Vale không thích yêu người lớn tuổi. Có điều khi nhìn về chuyện tình của Ngọc Trinh với người tình tin đồn 72 tuổi, thì Vale tỏ ra khá đồng tình vì quan điểm em đẹp em có quyền, Ngọc Trinh xinh, Ngọc Trinh đẹp, việc có nhiều đại gia để mắt tới là chuyện dĩ nhiên. Đề cập đến thái độ của dư luận trong những ngày vừa qua, có không ít những lời bàn tán về mối tình ông cháu của Ngọc Trinh vì mục đích tiền bạc. Giọng ca sinh năm 1987 cho rằng, nhớ Ngọc Trinh yêu đại gia không phải vì tiền, mà xuất phát từ tình cảm thật thì sao? Mọi người đè nặng chuyện tiền bạc quá, sao không để vấn đề được nhẹ nhàng hơn? Lần đầu lên tiếng về chuyện tình dậy sóng của mình với người tình tin đồn tỷ phú, Ngọc Trinh chia sẻ dòng trạng thái tỏ ra khá mệt mỏi. Nữ hoàng nội y viết, trong thời gian này thì thật sự Trinh chưa muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình ra cho lắm, vì nó còn mới, hiện tại chưa phải là thời gian thích hợp để chia sẻ nên mong mọi người thông cảm. Nhiều người hỏi quá nên thật sự Trinh cũng không biết trả lời sao. Tiếp lời, Ngọc Trinh khẳng định với công chúng rằng sẽ sớm có câu trả lời về người tình mới của mình khi thích hợp nhất.